cách chọn đúng màu sắc ánh sáng khi chuyển sang LED. Bóng đèn LED có thể cho ánh sáng trắng hoặc ánh sáng vàng, giống như mặt trời. Bạn có thể tạo ra các không gian khác nhau bằng cách thay đổi màu sắc ánh sáng. Tông màu vàng tạo ra ánh sáng truyền thống nhẹ nhàng. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng để tạo không gian ấm cúng, giúp thư giãn hơn. Dùng tông màu trắng để tạo ra không gian hiện đại, nâng cao khả năng tập trung. Màu sắc ánh sáng của từng bóng đèn Philips được thể hiện rõ ràng trên bao bì đóng gói. Quyết định đúng khi chọn LED.